149. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, sắp về Jetavana Kỳ Đà Lâm, tại tỉnh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng đại kinh sáu xứ, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, không biết không thấy như chơn mắt, không biết không thấy như chơn các sắc, không biết không thấy như chơn nhãn thức, không biết không thấy như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không biết không thấy như chơn cảm thọ ấy. Vì ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tích trữ trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh. Câu hữu với hỷ và tham, tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được tăng trưởng, những thân ưu não tăng trưởng, những tâm ưu não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng, những tâm khổ não tăng trưởng, dễ cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân tai. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân mũi. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân lưỡi. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân thân. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân các pháp. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý thức. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chân ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không thấy và không biết như chân cảm thọ ấy. Vì ấy ái trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân mắt, thấy và biết như chân các sắc, thấy và biết như chân nhãn thức, thấy và biết như chân nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chân cảm thọ ấy. Dễ không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được đoạn tận. Những thân ưu não của vị ấy được đoạn tận, những tâm ưu não được đoạn tận, những thân nhiệt não được đoạn tận, những tâm nhiệt não được đoạn tận, những thân khổ não được đoạn tận, những tâm khổ não được đoạn tận, vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chân của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chân của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì như chân của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tinh tấn. Niệm gì như chân của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chân của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh, tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn như ý túc
cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển dẫn song hành, chỉ và quán. Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí? Vô minh và hữu ái, những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí? Chỉ và quán, những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân tai. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân mũi. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân lưỡi. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân thân. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân các pháp. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý thức. Này các tỷ kheo, thấy và biết như chân ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chân cảm thọ ấy, nên vì ấy không ái trước đối với ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy, tâm khổ não được đoạn tận. Vì ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chân của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chân của vị ấy, hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, vị ấy phát triển sung mãn. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Sáu Xứ, thứ 149.